Cá đô la, bà con tôi biết cá đô la hết đó bà con, nó rất tốt cho sức khỏe mà nó rẻ tiền, dễ nấu, dễ chiên, dễ xào, dễ làm những việc gì mà để mình ăn được. Nhưng mà không phải nó tốt như vậy là ai cũng ăn được đâu bà con. Có những người không ăn được, đó là những người và những bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá đô la bà con nha. Đó có bụng đầy hơi, khó tiêu, đầy bụng, mỡ động vật, người có xơ vữa động mạch, đột quỵ, người có mỡ máu và người có bệnh gút là vui lòng đừng ăn cá đô la, nó không tốt gì cho sức khỏe mà bệnh chúng ta càng ngày càng nặng thêm nha bà con. Ngoài ra là cá đô la nó tốt cho sức khỏe, tốt cho người ăn như tiểu đường, tim mạch, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tốt cho người có bệnh về tiêu hóa. Ăn như các loại cá thường ngày hay ăn, nhưng mà ta ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì không nên ăn gì, bệnh gì nên ăn gì, bà con thấy được vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi là 4 video chúng tôi ra ngày nào đó, ngày nào cũng 4 video đời sống và sức khỏe thì sẽ sớm đến với bà con. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Bà con, những người mà không ăn được cá đô la là những người đầy hơi, những người khó tiêu, đầy bụng, mỡ động vật, người có xơ vữa động mạch, đột quỵ, người có mỡ máu và người đang bệnh gút, không nên ăn cá đô la. Còn ngoài ra, cá đô la nó tốt cho sức khỏe người ăn, tốt cho tiểu đường, tốt cho tim mạch, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú, nó tốt cho người có bệnh về tiêu hóa. Ăn như các loại cá khác, như ta ăn 5 ngày ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Bà con vui lòng đăng ký được kênh chúng tôi sẽ đếm đến với bà con, một ngày có 4 video nói về đời sống sức khỏe. Bà con ơi, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Xin chào nào.